Thành phố này luôn chờ đón em. Làm việc và hưởng thụ, đó mới chính là cuộc sống của mình. Đúng vậy, mình sống chỉ có một kiếp, chúng ta phải sống sao cho đáng. Em thèm khát một cuộc sống đầy máu lửa, một cuộc sống đầy thử thách. Có những nơi quá bình yên, dễ làm cho con người ta nhục chí. Em chưa bao giờ bỏ rơi bản thân mình giống như lúc này. Năng lượng của tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bí mật. Em thích không? Sao anh biết em thích chiếc này vậy? Chỉ cần nhìn vào mắt em, anh sẽ biết. Em thích không? Đẹp quá à. Lâu lắm rồi em mới được chạm vào mấy trang sức quyền lực như vậy á. Chỉ cần em thích là được. Nhưng mà chiếc nhẫn này nhiều tiền quá. Em Không, nó rất xứng đáng nằm trên bàn tay ngọc ngà của em.